trong khuôn khổ hợp tác với cơ quan xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan, CBI. Vừa qua, Cục Xúc tiến Thương mại đã tổ chức chương trình phổ biến kiến thức về tư vấn thiết kế, marketing cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, đang và sẽ có kế hoạch tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế. Đây là một hoạt động trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia thuộc đề án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm do Cục Xúc tiến Thương mại chủ trì thực hiện từ năm 2010. Tư vấn của chương trình là các chuyên gia trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực thiết kế và marketing. Qua chương trình này, ban tổ chức mong muốn các doanh nghiệp có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng về thiết kế, marketing nói chung và khi tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế nói riêng, đặc biệt là khâu thiết kế gian hàng, trưng bày sản phẩm tại gian hàng hội chợ. Đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ công nghiệp thực phẩm SIAN Paris 2016 sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Pháp, nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, đồng hành cùng ban tổ chức trong việc xây dựng hình ảnh thực phẩm Việt Nam tại thị trường châu Âu.